Hướng dẫn sử dụng máy massage chân Philips. Đây là cái nắp này, ta bỏ nắp ra này. Cái này thì cho lên, đó lên, để một tay cắm lên. Phụ kiện có hai cái thanh chắn. Nó sẽ đo mực nước, đây là mực nước thấp nhất này và đây là mực nước cao nhất. Đây vị trí. Cái này là cố định để ví dụ như là mình nhớ chẳng may bỏ cái vật nặng đây thì nó sẽ không bị tụt xuống. Đây. Kéo này, bấm vào đây sẽ kéo xuống. Bấm vào đây. Kéo xuống. Còn đây là phụ kiện để cho các loại hương liệu để ngâm chân. Cho nước. Đây là cục chuyển đổi nguồn. Cục này rất quan trọng để chống giật. Đây là nút điều khiển. Ấn một lần. Màu vàng vàng này. Cái màu vàng là nhiệt độ là 41 độ. Màu cam là 43 độ. Và màu đỏ là 45 độ. Máy sẽ có cho nước ở đây, máy sẽ tự động hoạt động. Gấp vào thì đơn giản. Đây, tình trạng như này, bấm nút thử lần nữa. Cái đèn máy này là máy đang bị ngắt. Tháo ra. Đây, tháo. Nút ra tháo. Tháo cái... Gấp vào. Hãy subscribe.